Chào cô chú anh chị em mình nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Giao Dương ha. Hôm nay em chủ nhật ha, em lên cho anh em cùng một cái Kubota EA8 này nhá anh em nhé. Máy tình trạng rất là đẹp nhá. Mình chơi nhiều nước sơn còn nguyên suy ha. EA8 ha. Bao zin cho anh em 100% ha. Máy trụi là cái co cái bô nó cúp xuống vậy anh em nhé. Còn máy mà không trụi quần áo đầy đủ thì nó cúp bên trên ha. Này con này hiện tại cậu về thì mới đứt cái dây cua ra ha. Anh em nào mua thì em sẽ gắn dây cua ra anh em đầy đủ nha. Thì hiện trạng nó về sao thì em cho anh xem như vậy ha. EA8 này. Dưới này đóng EA8 đằng đường này luôn ha, mã số lốc đây ha. Con này EA8. Công suất của nó là 8 PS. Vòng tua nó 2400, maximum nó 2540. Dòng máy ơ. Máy đời cao của dòng máy ơ ha. Bây giờ em test cho anh em xem ha, con máy này ha. Máy đảm bảo cho anh em là chất lượng cho anh em nhé. Anh em nào bơm nước chạy cái máy này thì ok ha. Tắt lá còn một bao anh em nhá. Sợ á. Ô nó đi trên còn nha. Máy đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Đấy. Bơm nước bỏ đồng bỏ ruộng là ok anh em nhé. Bao khói cho anh em luôn á. Lấy ra lớn cho anh em coi. Đó. Khói là mười khói ha. Garanti rất là nhuyễn, rất là ok anh em nhé. Anh em nào cần xài con máy Kubota EA8 thì liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng thì Sóc Trăng. Thì con này con EA8 có đề thì nó mắc hơn này ha. Nó có đề để lưng ha. Thì dành cho anh em nào chạy oxy hải sản là ok ha. Đấy. Con này con EA7 trụi nè. Nước máy là bao zin, toàn bộ bao zin hết trơn. Rồi, anh em nào cần liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em mình nhé. Rồi, em chào tất cả cô chú anh chị em nhé.